Dạ, Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Là nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Kính chúc quý anh chị cô chú một buổi chiều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây là sụn bò, sụn heo. Sụn heo cho mấy bé nó ăn. Đó, vậy đó, sụn bò, sụn heo á. Giờ Phương chặt ra, nhỏ ra. Sụn á. Sụn nó mềm chứ không có cứng. Đó, thấy sụn. Thấy sụn á. Đó, Phương đang giả đông nè. Sườn á, xương sườn heo á, hầm mà chút xíu sau là Phương sẽ bỏ ra củ dầm vô. Phương đây cũng bị nấu cơm chiều, đang nấu cơm chiều để tại vì giờ này là Phương đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho các bé nó đó, nên là nó hơi ồn, Phương phải chạy ra đây để mà là tâm sự với quý anh chị cô chú một chút xíu về vấn đề máy ấm của Phương đó. Thì mà sau khi mà Phương ở bệnh viện về, Phương nhập viện á, nằm đó hơn nửa tháng đó,
Rồi sau khi mà Phương được khỏe, Phương xuất viện lần thứ hai là coi như là đã bình phục được hơn 80%. Đó. Nói chung ra giờ là sức khỏe nó bây giờ nó cũng đã ổn định rồi. Đó thì Phương về cũng được mấy hôm. Đó là chú chủ đất nè. Đó. Chủ đất đó. Thì gặp chú thì chú cũng báo cho Phương một cái tin gọi là cũng hơi buồn chút đó, mà tính đi tính lại thì nó cũng đã gần một năm, đã một năm rồi. Phương về đây là còn có một tháng nữa là được một năm, thì cái việc đó nó đồng nghĩa với việc là Phương phải đóng tiền đất tới rồi đó. Thì như quý anh chị cô chú cũng đã biết là nếu như mà Phương không nằm viện á thì có thể là Phương mượn tiền, cái số tiền Phương mượn để mà chi trả cho hai lần nằm viện á, thì Phương có thể là Phương đủ thanh toán tiền đất đợt này cho chú trong năm thứ hai đó. Thì sau khi mà Phương mượn được hai mấy triệu để mà Phương thanh toán hai đợt tiền viện, Phương nằm viện á, thì nó cũng đã hết tiền, cũng đủ số tiền đó luôn, hết tiền luôn. Thì về thì máy ấm của Phương nó cũng còn khó khăn, như là gạo, thức ăn, thuốc men cho các bé nó các kiểu vậy đó, nó cũng thiếu thốn đủ thứ hết trơn á. Mà bây giờ á là cái việc khó khăn trước mắt á là Phương phải chuẩn bị đóng tiền thuê đất ở đây đã một năm rồi, còn có hai, bây giờ là còn có hai mấy ngày nữa. Chú không nhắc là Phương cũng không nhớ luôn á, tại vì khi mà chú nhắc thì quay vô lại nó trời ơi cái gì mới đó một năm rồi. Thì Phương ngồi Phương tính lại thì đúng mà, gần một năm, 11 tháng rồi, là chỉ còn có 29 ngày nữa là đến hạn là Phương phải thanh toán tiền. Mà số tiền của nó như cái đợt vừa rồi á, mà số tiền đầu tiên Phương đóng cái năm đầu tiên này nè là của chị Đường Chú Châu, chị hỗ trợ cho Phương là số tiền là 30 triệu để mà Phương đóng tiền. Thì bây giờ á mà chị bên đó thì chị cũng đang kẹt chùm lum hết trơn á đó. Không biết là chị có giúp được Phương hay không đó. Thì sẵn đây là Phương cũng xin quý anh chị cô chú có xem clip thì của Phương á, thương máy ấm của Phương á, để mà giúp cho máy ấm của Phương có số tiền là đợt trước là Phương đóng 30 triệu thì trong hợp đồng á là 3 tháng đầu tiên á đều tăng 4%, thì 30 triệu á thì cộng thêm 4% nữa là 1,2 triệu, là sẽ tháng này năm nay là Phương sẽ đóng là 31.200.000 có tiền thuê đất. Thì qua cái clip này á, Phương cũng cầu mong quý anh chị cô chú có thương máy ấm của Phương á, thì giúp Phương ủng hộ quyên góp giúp Phương cái số tiền đó để mà Phương đóng tiền cho chú hai chủ đất ở đây là năm thứ hai, tại vì nếu mà không có tiền đóng thì chắc chắn phải dọn đi rồi đó, mà dọn đi thì chết nữa đó. Thì ở đây giờ cũng đang ổn định nữa, nên Phương cũng mong quý anh chị cô chú chung tay giúp đỡ máy ấm Phương với số tiền đó để mà Phương đóng tiền cho chú chủ đất năm thứ hai đó. Thì Phương cũng kính mong quý anh chị cô chú giúp đỡ cho máy ấm của Phương qua cái ngặt này, tại vì cái số tiền đó nó lớn, nó tới 31.200.000 lần, nó vượt xa cái tầm giới của Phương. Ví dụ mà 1, 2, 3 triệu thì Phương có thể xây sở Phương đóng được, còn cái này nó tới 30 mấy triệu lận. Nên Phương cũng kính mong quý anh chị cô chú xem được clip này thì ủng hộ giúp mấy ông của Phương cái số tiền đó để mà Phương đóng tiền để mà tiếp tục cho các bé nó ở đây và phát triển đó. Phương kính mong mọi người giúp đỡ cho mấy ông của Phương. Đó, thì bây giờ là Phương đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho các bé nè. Đó, Phương đang nấu xương sườn heo á.
để mà hầm với lại củ dền cho con bé nó ăn. Giờ đang nấu cơm đó nên Phương cũng không có thời gian nhiều, nên Phương chỉ tranh thủ làm cái clip ngắn ngắn thì gửi đến quý anh chị cô chú, mong quý anh chị cô giúp đỡ mấy ông của Phương. Sẵn đây thì Phương cũng xin gửi lời cảm ơn cô chú Lương Kiều ở Mỹ đó, gửi về cho mấy ấm của Phương 120 đô để mà Phương có thêm cái kinh phí để lo cho các bé. Thôi cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Thôi Phương cũng xin hẹn mọi người ở clip sau. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mấy ấm của Phương nha. Phương xin cảm ơn mọi người rất nhiều.